Maria Trần Hoàng Bảo Ngọc. Con học lớp kinh tế 3A. Sau đây con xin giới thiệu các nguyên vật liệu để làm nên đá tại nhà. Đầu tiên thì con sử dụng đầu của cây lâu nhà để làm thiết. Trên mái này con cũng sử dụng đầu của cây lâu nhà. Tiếp theo là con sử dụng thùng nhựa bị hư nắp để làm thân của hang đá. Trên đây con sử dụng thùng cạc tông để làm mái của hang đá. Đồng thời thì con dùng băng keo tông để dán liền thân của hang đá với mái của hang đá. Còn bên ngoài thì con tự trang trí theo ý thích. Sau khi hoàn thành hang đá thì con rất là vui, con rất hân hoan và vui mừng vì sắp tới Giáng sinh. Cảm ơn Chúa đã xuống trần để xóa sạch tội của mọi người. Con cảm ơn mọi người đã lắng nghe.